chương trình hội thảo tư vấn du học Australia sẽ phép được chính thức bắt đầu. Còn tất cả xin trân trọng sự chào đón toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các bạn học viên đang có mặt trong không gian rất là ấm cúng của khán phòng ngày hôm nay để cùng đến với buổi lễ tư vấn du học Australia. Và lần đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức và những người thực hiện chương trình xin được gửi đến toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các bạn học viên lời chúc sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu, khách quý và các bạn thân mến, việc lên kế hoạch và làm thủ tục du học Úc thì có thể sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều những khó khăn vì sự phức tạp trong các bước chuẩn bị hồ sơ. Các thông tin về trường, chương trình học có thể thay đổi liên tục, khiến cho bạn khó tìm được những thông tin chính xác nhất. Vì vậy, việc tham gia những hội thảo du học Úc như thế này thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lady and gentlemen, planning and procedure to study in Australia will be a lot difficult with complicated steps in preparation and is hard for you student and a parent to find the exact information about school access generally. Therefore, joining in this Australia consultant seminar has its important meaning. Và quý vị thân mến, tại những buổi hội thảo như thế này thì các quý vị cũng như các bạn là học sinh cùng với là các phụ huynh quan tâm thì có thể dễ dàng tìm hiểu, làm việc với đại diện của các trường, được tư vấn giải đáp cụ thể những thắc mắc đang có, cũng như nhận được những lời khuyên tốt nhất giúp cho việc lên kế hoạch du học Australia được dễ dàng hơn. In this seminar, students can have assistance from BLC for the questions and have some advice for the future plan. Và với lý do đó thì ngày hôm nay Study Center tổ chức chương trình hội thảo du học Australia. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đến dự chương trình ngày hôm nay có sự tham dự và hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý. Has today Study Center Vietnam held the Australia Consultant Seminar with the attendance of special guests. Let me introduce them to you all. Về phía đại diện trường Blue Lotus College, xin được trân trọng giới thiệu Ngài Rasesh Acharya, giám đốc điều hành, người thành lập trường Blue Lotus College. Xin phép được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Miss April, quản lý phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á của nhà trường. Tham dự chương trình ngày hôm nay có sự hiện diện của Miss Alice, giám đốc công ty Study Center tại Australia. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Miss Anessa, giám đốc chi nhánh Study Center tại Đài Loan. Welcome. Và xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của anh Nguyễn Văn Đạt, giám đốc chi nhánh Study Center tại Việt Nam. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hiện diện trong chương trình hôm nay có sự hiện diện của các đơn vị đối tác, khách mời, cùng với đó là sự có mặt của đông đủ các cán bộ, nhân viên, các bộ phận tư vấn tuyển sinh, phụ huynh cũng như học sinh, các bạn học viên. Cùng với đó, và xin được cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình ngày hôm nay đến dự và đưa tin về hội thảo của chúng ta. Và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự có mặt của toàn thể chúng ta. Và các quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay là một chương trình hội thảo về du học Australia. Chúng ta sẽ được lắng nghe những thông tin, những chia sẻ từ đại diện các đơn vị tư vấn du học, đại diện từ phía trường Blue Lotus College và đơn vị tuyển sinh nơi mà các bạn có thể đăng ký theo học. Và đây không phải là một chương trình hội thảo chuyên sâu hay là mang cái tính chất quá là học thuật. Chính vì vậy rất mong sự tham gia vô cùng cởi mở và thoải mái từ các vị khách mời cũng như các bạn học viên, phụ huynh tham gia chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Để chúng ta sẽ có một buổi hội thảo thực sự là mang lại nhiều thông tin hữu ích nhất. Và nếu quý vị xác nhận thì cho ban tổ chức xin phép một tràng tay thật lớn nữa, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Và các bạn thân mến, thường thì nhiều bạn sẽ lo lắng phải tốn nhiều thời gian chi phí cho việc cho các tư vấn viên, đặc biệt là các thầy cô giáo giáo sư đại diện cho các trường nước ngoài khi tham gia các chương trình hội thảo Australia như thế này. Tuy nhiên, điều này sẽ hoàn toàn ngược lại. Bạn sẽ được tư vấn hoàn toàn miễn phí, không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào. Thậm chí bạn còn được tặng thêm rất nhiều những cái phần quà, những cái ấn phẩm vô cùng là đáng yêu, vô cùng là hữu ích đến từ đại diện của trường Lulutut Calis đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây, để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin phép trân trọng được giới thiệu và mời lên sân khấu anh Nguyễn Văn Đạt, là giám đốc của Study Central tại Việt Nam, đơn vị tổ chức chương trình ngày hôm nay, sẽ phần chia sẻ. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Xin chào các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chào đơn vị phía nhà trường cũng như là công ty Study Central tại Úc và toàn thể các phụ huynh cũng như các em học sinh đang ngồi tại hội trường ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt cho Study Central tại Việt Nam thì xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời chúc sức khỏe đến toàn bộ hội trường chúng ta ngày hôm nay. Về cơ bản thì Study Central thì ở bên Úc ấy, thì từ những năm 2013, nhưng mà chắc là các bạn ngồi đây biết đến nghe đến tôi nhắc đến Study Central tại Việt Nam gọi tắt là SC nha, thì chắc là chưa có nhiều đâu đúng không ạ? Các bạn ngồi đây là thường không biết. Thì hôm nay thì theo đại diện của phía nhà trường và đơn vị đồng hành cùng công ty chúng ta ở Việt Nam ấy, thì có tổ chức cái buổi hội thảo du học Úc. Thì sau đây thì cho phép tôi xin được chia sẻ một số hình ảnh để nhấn mạnh hơn, để các bạn tìm hiểu rõ hơn về đơn vị SC. Đối với lại đơn vị SC đơn vị SC của chúng ta thì được thành lập vào năm 2013 tại Úc. Hội thảo trao đổi tư vấn rồi. Xin lỗi các quý vị là hơi độ trục trặc kỹ thuật, vậy là khoảng tầm 30 giây mọi người thông cảm nhé. Hey, nào. Đơn vị SC thì được thành lập vào năm 2013 và trụ sở chính tại Australia là ở khu vực Sydney. Đối với lại SC thì được thành lập năm 2013 tại Sydney và sau đó thì đến năm 2015 đó, thì SC chính thức mở văn phòng đầu tiên tại Đài Loan. Và trong quá trình phát triển ở Đài Loan thì SC cũng thấy rằng là những thị trường của các nước, ví dụ như là Trung Quốc cũng có khá là nhiều tiềm năng. Đối với lại du học Úc chính là năm 2017 thì SC tiếp tục mở chi nhánh đại diện tại Trung Quốc, và sau đến năm 2018 thì
SC tiếp tục mở thêm một chi nhánh nữa ở bên Úc, ở khu vực Melbourne, và tiếp theo đó thì đến năm 2021 thì SC chính thức về Việt Nam chúng ta và mở văn phòng đại diện tại 137 Tân Xuân là cơ sở của chúng ta ở đây. Tiếp sau đó thì trong quá trình phát triển ở Việt Nam, những cái năm mà 2021 đến 2023 thì SC có mở thêm một văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, là một văn phòng ở Cần Thơ. Đối với đại SC thì hiện tại đang ký kết với lại 158 trường đại học cao đẳng trên toàn nước Úc. Và đối với SC thì đã có 4.596 sinh viên đã nhập học và theo học tại Úc, và đặc biệt là cái số lượng khách hàng tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ của SC cả trong và ngoài nước thì có khoảng tầm 11.500 em học sinh khách hàng tin tưởng. Và cơ bản là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về cái visa 500. Và sau đây tôi xin được trả lời một số thắc mắc về cái visa 500 của chúng ta. Visa 500 Úc là gì? Thì 500, visa 500 dưới tắt đó chính là cái visa của du học Úc. Và đặc biệt là gì ạ? Đối với đại du học Úc thì cũng được chia ra làm nhiều hệ. Ví dụ như là học trung học phổ thông, nghĩa là sang học cấp 3 đấy ạ, thì là chúng ta sẽ học đủ độ tuổi của chúng ta là dưới 18 tuổi và phải có IELTS 5.5. Và cái chương trình này thì thường là các bạn học sinh ít lựa chọn hơn, trừ những bạn là gia đình có điều kiện. Tiếp theo đó thì là đến cái học phí của